Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hà Phan Văn của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể là phát trực tiếp ở trên Facebook nha. Thì để làm được điều này rất đơn giản luôn, các bạn hãy chạm vào ứng dụng Facebook của các bạn ở trên điện thoại nè. Bây giờ mình sẽ chạm vào ứng dụng Facebook của mình nè. Sau khi mà các bạn chạm vào ứng dụng Facebook của bạn thì các bạn có thể thấy cái chữ là phát trực tiếp ở phía trên góc bên phải nè, ở phía trên góc bên trái chứ. Các bạn chạm vào cái chữ phát trực tiếp ở phía trên góc bên trái nè, nó có hiển thị ra rất là rõ luôn. Ok. Thì sau khi mình chạm vào đây rồi á thì các bạn để ý giùm cho mình các cái chức năng nè. Là ở đây có cái phần là công khai nè. Các bạn chạm vào chữ không công khai nè. Thì khi mà các bạn công khai á, nó sẽ chia sẻ cho các bạn là các bạn sẽ chọn vào các cái ô đây. Ví dụ mình chia sẻ lên trên cho chỉ bạn bè của mình thôi. Còn nếu mà các bạn chọn công khai là tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái video này của bạn. Còn nếu mà các bạn chọn vào chữ không bạn bè này thì chỉ có những bạn bè của bạn có thể nhìn thấy được cái video trực tiếp này thôi. Rồi hoặc là bạn bè trừ. Có nghĩa là tất cả mọi người đều nhìn thấy trừ những cái người mà bạn tích vào đây. Đó, các bạn tích chọn vào đây thì trừ những người này sẽ không nhìn thấy bạn phát trực tiếp. Rồi hoặc là các bạn chọn vào bạn bè cụ thể. Đó là có nghĩa là khi mà bạn phát trực tiếp thì chỉ có những người bạn này được nhìn thấy thôi. Và cuối cùng là chọn chế độ là chỉ mình tôi. Có nghĩa là cái chế độ này chỉ có một mình các bạn có thể nhìn thấy được cái phát trực tiếp thôi. Hoặc là các bạn có thể phát trực tiếp vào trong cái nhóm của các bạn nè. Rồi hoặc là các bạn có thể phát trực tiếp vào trong các cái nhóm công khai hoặc là cái nhóm của các bạn ở trong mà các bạn đăng ký nè. Đó, tùy nha. Thì mình tùy các bạn, thông thường thì người ta sẽ lựa chọn là công khai hơn. Rồi, sau khi mà các bạn chọn cái chế độ đăng này rồi á thì các bạn có thể tùy chọn thêm cái phần mô tả cho cái video này. Các bạn có thể nhập cái mô tả cho cái video này là tùy các bạn muốn nhập cái tiêu đề gì đó, là ví dụ như là tôi đăng ở nhà, hình ảnh nhà tôi hay là như gì đó, tùy chúng ta. Và chúng ta có thể gắn cái thẻ tag nè. Các bạn chạm vào cái nút hình người ở đây thì các bạn có thể tag tên khi mà các bạn phát trực tiếp nè. Như mình chọn chữ Hồng Thảo nè. Rồi những người này. Rồi những người này là mình, sau khi mình chọn xong những người này, mình nhấn chữ xong là mình gắn thẻ những người này khi mà mình phát trực tiếp. Rồi mình có thể chọn cái vị trí mà mình phát. Ví dụ như là cái đường này, ví dụ mình chọn vị trí này để mình phát trực tiếp. Đó. Rồi hoặc là mình chọn thêm những cái biểu tượng cảm xúc. Đó, tùy mình. Đó, đang cảm thấy rồi được đó. Sau khi mình chọn xong thì mình nhấn chữ xong. Và đó, các bạn có thể thấy được là cái hình nè, ở phía dưới góc bên phải của mình nè, đó là cái mô tả nè. Đó, cái mô tả của mình là đang cảm thấy hạnh phúc cùng với những người này tại đây, vị trí đây. Đó, các bạn gắn thẻ khi phát trực tiếp. Và các bạn có thể chọn được cái hình mà các bạn có thể thấy là cái hình mà giống như là cái đũa vậy á. Thì giống như cái đũa này, nó có là những cái thêm vào những cái khung cảnh, cái hoạt cảnh cho các bạn để các bạn phát trực, khi mà các bạn phát trực tiếp tùy các bạn. Đó, tùy chúng ta lựa chọn. Đó, rồi nó có cái dấu cộng nè. Nó có dấu cộng để thêm những cái mà những cái mà chúng ta mong muốn nè. Tùy, các bạn có thể chọn tùy. Và điều quan trọng là để chúng ta quay, hiện tại là mình đang quay phát trực tiếp ở camera sau. Còn các bạn muốn phát camera trước thì các bạn chạm vào cái nút giống như cái biểu tượng camera phía trên góc bên phải nè, gần cái chỗ nút sẹt nè, phía trên có bên phải mình đánh dấu lại rồi thì nó sẽ quay cái camera trước cho các bạn nha. Rồi sau khi mà tùy chọn các bạn cài đặt xong hết tất cả rồi thì các bạn chạm vào cái chữ là bắt đầu phát video rất là to đây. Thì thường là những người mà mới bắt đầu thì chúng ta không quen, cho nên chúng ta sẽ chạm vào chữ bắt đầu phát video trực tiếp liền luôn, thì nó sẽ không có những cái tùy chọn là như chúng ta mong muốn ở đây. Ok, thì cái phần tiếp theo của mình cho các bạn về cái cách để mà chúng ta có thể là bắt đầu phát trực tiếp một cái video ở trên Facebook. Đến đây là hết. Nếu thấy cái video này của mình hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video khác để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác hay hơn.